Hello chào các bạn, mình là Waterbot Fun đây. Bữa nay rảnh quá trời rảnh. Thôi thu thêm cái video mình chơi tâm sự chiều mưa à, mà mùa này làm gì còn mưa nữa. Mùa này là tới Tết rồi, nó nóng như là cái lò lửa đó. Bật máy lạnh thì không dám, bật chút xíu tắt cao điện thì mẹ điện lên giá chứ. Trời ơi, cái bữa nay chơi con series này sướng ghê, nó bắn sướng thiệt chứ. Series này chơi ngon nha, xác nhận. Cầm bốn khẩu giật điện này cơ bộ ngon. Thầy cậu giật con gái nè, nửa cây liền. Hồi nãy núp rồi đó, anh không núp là chết cho mình rồi. Đấy, cậu giật con Fendi bỏ chạy luôn. Cái thằng heo mập đó thì xịt cái bỏ chạy luôn. Đau quá, đau mà xịt đau quá, mà súng này mới là 7 rồi đó, lên MK2 thì biết. Lúc này mình đang có nâng súng dần dần lên, tại robot cũng gần đủ rồi. Bây giờ chơi mấy con T3 nữa là xong rồi, chỉ nâng mấy con ứng bản đó đó, đó nhớ nhắc anh heo mập đó, anh heo mập lại tới rồi kìa, anh đi tìm mình đó. Sợ quá, sợ bằng heo mập quá. Thui heo mập lên, thui rồi súng súng ảnh không tới mình rồi, xong rồi đó giật. Một khúc máu liền, bỏ chạy liền, không chạy là chết vậy thôi. Anh nó xuống bức tường à, bị bò mình ý quá, không giết nổi nữa luôn, không hạ hạ gục nổi, bắn nó trơ trơ rồi kìa. Trời ơi chán rồi, chán như bố cái mẹ quá. Hàng chi thua phải rồi, dòng này mình cần tim mẹ còn đâu, coi nửa cái nửa cái chả chả sách xuống một tí. Tới câu này mất tình hình rồi, nó biết rồi đó, vô mình nó tới nó thịt chứ. Dễ thịt mình lắm, mình cũng dễ ăn gì đâu. Mình định bán cái con Phập Ni nhưng mà lại có con rắn xuất hiện, mình ưu tiên con rắn, giết cái con rắn rồi Phập Ni nó sọt chết khổ. Phập Ni ăn hôi lấy Happy Tiết bự ra coi, chạy báo thù cho anh cò cái. Cái bự bự nó không có gì súng lay bớt chứ lại sức chi nó mạnh lắm. Cái này thôi, cái nó tích nổ ghê lắm. Khẩu này mà vô con rắn nó còn ghê gớm hơn nhiều. Happy cũng lại gì đối với lay bớt rắn đâu. Tại vì rắn cái vũ khí tích hợp của nó là có hiệu ứng nổ, kết hợp với khẩu này tự nhiên nó rất là mạnh. Và nhà Biso lỏ nó cũng là khuyến cáo là nên chơi Lebed chứ không rắc. Giống như con Happy này với đạn dí. Con Hyper Happy này chơi đạn dí cũng rất mạnh nha. Cho súng mình đủ đó, bữa nào mình chơi đủ hết. Không có ngày nào trùng với ngày nào mà. Các bạn hỏi đầu tư nhiêu, mình nói chừng hai củ là chơi tạc ga, chơi MK2 rồi tạc ga robot lum luôn, hai củ là đủ. Còn chơi meta thì khác nha, meta phải là mở thẻ thì nó tốn gấp mấy lần đó. Tốn lắm, nó tốn gấp 3 lần là ít. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video nha, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thank you.